Tại sao bất động sản lại tăng nhiều nhất trong giai đoạn 20 năm trở lại đây? Tại sao giá vàng trong 10 năm gần đây lại không tăng và dịch chuyển đi ngang? Tại sao chứng khoán lại tăng mạnh trong giai đoạn 2013-2018? Và có nên bán đất để mua vàng, có nên bán vàng để mua chứng khoán hay làm những điều ngược lại hay không? Chúng ta sẽ cùng thắng ơi làm rõ trong video này. Mến chào quý vị và các bạn để ủng hộ Thắng ơi, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin mới mỗi ngày. Và thưa quý vị và các bạn thì trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị và các bạn về việc là liệu bất động sản có bị nổ tung trong giai đoạn 2020 hay không. Tại sao bất động sản lại tăng nhiều như thế trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, đây, từ năm 2000 đến năm 2019? À, có nên bán bất động sản để mua vàng trong năm 2000 nửa cuối 2019, đầu năm 2020 hay không? Hay là có nên bán bất động sản để đầu tư chứng khoán hay không? Tại sao thị trường chứng khoán của chúng ta lại không tăng trong giai đoạn vừa qua? Và rất nhiều những cái câu hỏi về các cái hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới liệu nên làm gì trong cái điều kiện là kinh tế thế giới đang có rất nhiều những bất ổn, chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì ngày càng leo thang tỷ giá nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ thì đang mất giá và nguy cơ của một cuộc chiến tranh tiền tệ có thể xảy ra. Thị trường bất động sản Trung Quốc rất có thể sẽ gặp những cái khó khăn nhất định trong thời gian sắp tới khi mà các công ty của Mỹ đang được thúc giục để rời khỏi Trung Quốc và rất rất nhiều những vấn đề khác trên toàn cầu đang diễn ra trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bất ổn về chuỗi cung ứng toàn cầu, liên quan tới câu chuyện là phá vỡ những cái tổ chức lớn trên thế giới tái cấu trúc lại các tổ chức thương mại trên toàn cầu có thể là WTO sẽ được tái cấu trúc lại trong thời gian sắp tới có thể là người Anh sẽ rời khỏi châu Âu với không thỏa thuận và rất rất nhiều những vấn đề liên quan tới giá hàng hóa liên quan tới giá dầu giá vàng giá tiền số rồi các vấn đề khác sẽ được giải đáp cho quý anh chị và em và các bạn trong rất nhiều những video của thắng ơi trong suốt cả một cái quãng thời gian rất dài vừa qua chúng tôi đã ra hàng trăm video nói về rất nhiều những cái chủ đề và chủ đề của ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành cho thời gian để trao đổi với anh chị và các bạn về giá bất động sản của uh, việt nam tại sao lại tăng nhiều như thế có rất nhiều những cái tổ chức những cái đơn vị phân tích thì đưa ra rất nhiều những lý do liên quan tới chính phủ uh, cầu kéo thị trường bất động sản liên quan tới dòng tiền nóng của nước ngoài liên quan tới rất nhiều những chủ đề chủ điểm rất nhiều những cái lý do liên mà chúng ta đã được nghe Buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị em và các bạn ở một cái góc nhìn khác, đó chính là góc nhìn về dân số. 20 năm vừa qua kể từ năm 2001 tới năm 2019 chuẩn bị bước sang năm 2020 tròn 20 năm. Từ những giai đoạn trước đó thì thị trường bất động sản của chúng ta cũng tăng nhưng về cơ bản thì mức tăng khá là chậm và không có cái tính chất leo thang như những năm gần đây. Suốt 20 năm vừa qua, mức tăng trung bình của thị trường bất động sản được thống kê khoảng một lần cho một năm. Tức là thị trường bất động sản thực sự đã tăng gần 20 lần cho 20 năm. Và đây là một cái mức lợi nhuận mong muốn siêu uh, gọi là siêu cao, siêu to và siêu khổng lồ mà nhiều nhà đầu tư mong muốn. Nếu như chúng ta mua bất động sản từ năm 2000 đến nay thì chúng ta đã có một cái mức biên lợi nhuận thực sự là không hề nhỏ. Và thưa với anh chị và các bạn thì tất nhiên thì chúng tôi đang nói với quý anh chị và các bạn là đã ngoại trừ cái tỷ lệ mà thị trường bất động sản giảm trong cái giai đoạn bong bóng nhẹ của thị trường bất động sản khủng hoảng kinh tế nhà đất Mỹ năm 2006, 2007, 2008 đã có một cái đợt suy giảm nhẹ rồi. Chứ còn nếu không thì nó đã có ở cái mức là cao hơn rồi thì điểm mà chúng tôi muốn trao đổi với anh chị và các bạn và giải thích cho quý anh chị em các bạn là tại sao bất động sản lại tăng nhiều như thế thì lý do quan trọng nhất của chúng ta không phải là những thứ mà anh chị và các bạn được nghe ở đâu đó ở nơi nào đó nói mà chúng ta phải được giải thích như sau đây là một trong những cái giải thích ở dưới góc nhìn của Thắng ơi Mong rằng đây là những cái chia sẻ đem lại cái giá trị tham khảo cao cho quý anh chị em và các bạn Nó không phải là cái thông tin để anh chị và các bạn ra quyết định đầu tư Vui lòng tham khảo thêm các cái đầu thông tin khác để đưa ra quyết định phù hợp Chúng tôi sẽ nói với anh chị và các bạn xoay quanh cái vấn đề liên quan đến dân số Việt Nam Năm 2009 và lịch sử của năm của của cái dân số Việt Nam Để giải thích với quý anh chị em và các bạn rõ nét hơn về cái việc nguyên cớ nào dẫn đến là nhu cầu bất động sản, nhu cầu nhà ở lại tăng cao trong sự gần 20 năm trở lại đây Điểm đầu tiên chúng tôi muốn điểm qua với quý anh chị em và các bạn là dân số Việt Nam hiện nay tính theo cái tổng cục thống kê tính tới ngày 30 tháng 8 năm 2019 thì dân của Việt Nam hiện tại là 97 triệu 582 ngàn 223 À, dân số Việt Nam là khoảng tầm gần 98 triệu dân Và dân số Việt Nam thì chiếm khoảng 1,27% dân số trên toàn cầu à, Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong cái bảng xếp hạng về dân số Mật độ dân số của Việt Nam là 315 người trên 1 km vuông và tỷ lệ mà dân số Việt Nam sống ở thành thị là chiếm khoảng 35,92% Dân số hiện tại sống ở thành thị tương đương với khoảng 34,658.961 người đang sống ở khu vực thành thị Thống kê năm 2018 Và điểm đặc biệt quan trọng đó chính mà anh chị và các bạn thường hay nghe thấy người ta nói về cơ cấu dân số vàng Ở đây chính là độ tuổi trung bình ở Việt Nam hiện nay là 31 tuổi tính trung bình trên toàn dân số Việt Nam là 31 tuổi. Vậy thì điều gì khiến cho thị trường bất động sản tăng giá liên quan gì với cái dân số này mà ông thắng lại dùng những cái số liệu này để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn? Thì chưa có một cái kênh truyền thông nào nói với anh chị và các bạn về cái câu chuyện này. thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói với anh chị em và các bạn. À, anh chị và các bạn à, tiện thế đang nói về dân số sẽ hỏi chúng tôi rằng là mỗi năm thì Việt Nam tăng thêm bao nhiêu dân số? thì trung bình Việt Nam mình là mỗi năm tăng thêm gần một triệu dân gần 1 triệu dân và tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử nó tương đương với tỷ lệ là 13 tức là mỗi năm thì chúng ta tăng thêm khoảng hơn 1,5 triệu dân à, tức là 1,5 triệu trẻ em được sinh ra và tử tứ đi tức là chết đi khoảng hơn 500.000 người chết đi. Gia tăng dân số tự nhiên của Việt Nam thì nó nằm ở khoảng là xích soát là 1 triệu dân, tương đương với năm 2018 là 997.715 à, ngàn người, 997.715 người và cái tỷ lệ di cư của chúng ta thì mỗi năm thì di cư đi khoảng 50.000 người à, Thưa anh chị và các bạn thì à, với cái cơ cấu về à, nam nữ thì chúng ta hiện tại đang có một cái cơ cấu khá là là tuyệt vời khoảng 47,9 triệu là nam giới à, và 48,9 triệu là nữ giới thì cơ cấu này là cơ cấu khá phù hợp với tỷ lệ 11 biểu đồ dân số của Việt Nam mình từ năm 1950 đến nay thì có cái hình dốc lên đều đặn tăng trưởng trung bình cứ mỗi năm là tăng thêm trên 1% và điều mà chúng tôi muốn nói với anh chị và các bạn Đây là cái câu chuyện rất là tuyệt vời Đó chính là cái cơ cấu dân số của chúng ta Thì tăng mạnh kể từ năm 1900, uh, năm 1975 tới năm 2000 Tức là trong cái khoảng là 15 năm kể Sau hòa bình lập lại À, là chúng ta có mức tăng dân số mạnh nhất từ mốc là 48 triệu người lên mốc 80 triệu người trong vòng 15 năm tương đương với khoảng 30 triệu dân trong vòng 15 năm tức là trung bình mỗi năm là chúng ta tăng đâu đó là là, là cũng khá cao đấy anh chị em và các bạn. Từ 48,7 mà lên tới 80 triệu là khoảng 30 triệu dân cho 15 năm. Và cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn nó bắt nguồn từ cái chỗ này. Tức là chúng ta từ năm 2000 đến nay Tức là 19 năm Thì chúng ta tăng thêm khoảng chưa tới 20 triệu dân Cái giai đoạn mà tăng dân nhiều nhất Và cái cơ cấu dân số đó Hiện nay đang ở cái độ tuổi Mà có nhu cầu lớn nhất Đặc biệt là những cái nhu cầu Mà nhu cầu về nhà ở thì phải là những người mà chuẩn bị kết hôn, những người trong cái độ tuổi lao động mà đang là trụ cột và đặc biệt là những người trên 30 tuổi. Thì chúng ta có thể nhẩm tính được rằng là năm 75 đến năm 2000 là khoảng đâu đó bao nhiêu năm ạ? 15 năm thì đến năm 2010 là bắt đầu bước vào cái giai đoạn là độ tuổi của cái dân số tăng từ năm 75 là vào bước vào cái tuổi 25 đến 30 thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chúng ta là sau hòa bình lập lại nên cái tỷ lệ tăng dân số của chúng ta tăng nhanh và tăng mạnh cũng là nguyên nhân của sau chiến tranh thì chúng ta sau khi hòa bình lập lại thì cái việc tăng dân số rất là gấp gáp và rất nhanh giai đoạn đó thì sinh nở rất là nhiều đến năm 2000 thì chúng ta đạt mốc dân số là 80 triệu. Vậy chúng ta có 30 triệu dân nằm ở cái độ tuổi mà đến ngày hôm nay thì nó đang bước vào cái giai đoạn cái độ tuổi là là khoảng bao nhiêu anh chị em và các bạn? Chúng ta tạm tính là năm, năm 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 sinh năm 1975 thì năm nay nó nằm ở khoảng là bao nhiêu à? Năm nay nó nằm ở khoảng tầm 35-40 tuổi. Còn nếu như chúng ta tính đến cái đoạn cuối cùng chốt là năm 2000 thì chúng ta đang thấy là dân số của chúng ta đang ở bước vào cái giai đoạn là 20 tuổi, tức là chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy cái giai đoạn này là từ khoảng 20 tuổi đến 40 tuổi đang là rất nhiều và nó hiển thị lên cái cơ cấu dân số trung bình của chúng ta là 31 tuổi anh chị em và các bạn. Vậy 31 tuổi này thì cái nhu cầu về Thực sự là cái cái con số 31 nó thể hiện là cái dân số cơ cấu dân số vàng là thể hiện về cái nhu cầu rất nhiều và đặc biệt là nhu cầu về bất động sản. Thì kể từ năm 2000 cũng là cái thời điểm mà bắt đầu là cái cơ cấu dân số của chúng ta nó bước vào một cái giai đoạn là lớn và có nhu cầu nhiều hơn về nhà ở. Do đó thì từ năm 2000 đến nay thì bất động sản tăng rất là đều trong những cái giai đoạn gần như là nóng sốt mà số lượng cơ cấu dân số mà bước vào cái độ tuổi 30 á nó nhiều nó chiếm tới khoảng tầm gần 40 triệu dân là ở độ tuổi 30 thì rõ ràng là nhu cầu về bất động sản, nhu cầu về nhà ở rất lớn. Nó là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện là là thị trường bất động sản của chúng ta tăng đều đặn và từ đây thì chúng ta thấy được rằng là hiện tại chúng ta vẫn đang ở cái giai đoạn từ 30 đến 40 là độ tuổi dân số trung bình của Việt Nam. Thì cái giai đoạn này được gọi là giai đoạn dân số vàng. Do đó nên cái nhu cầu về nhà ở vẫn sẽ cao và người không có nhà thì sẽ vẫn sẽ chưa có và do là giá bất động sản hiện tại đang 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 tăng thì rất nhiều người vẫn đang có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận được với bất động sản là bởi vì chưa đủ tích góp được đủ tiền. Nhưng còn nhu cầu thì thực tế thì vẫn còn và chúng ta nhìn trên cái cơ cấu dân số như chúng tôi vừa nói thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có khoảng tầm 10 tới 15 năm nữa là cái cơ cấu dân số này vẫn được duy trì ở mức trung bình như vậy và sẽ đem đến một cái nguồn nhu cầu về nhà ở, nguồn nhu cầu về bất động sản là rất cao. Chỉ là giá bất động sản sẽ cần có một cái thời gian ngừng nghỉ sau một cái đà tăng mạnh à, giai đoạn 2014-2018, à, rồi nó sẽ tiếp tục tăng nữa. Do đó thì cái câu chuyện mà nếu mà bảo là bán nhà để đầu tư vàng hay đầu tư chứng khoán, à, bán nhà bất động sản để đầu tư dài hạn thì đây là cái câu chuyện là theo quan điểm của chúng tôi thì là không nên. Bởi vì về mặt dài hạn thì giá bất động sản sẽ vẫn còn tăng nữa và nó sẽ tăng trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm sắp tới thì nó sẽ vẫn tăng bởi vì cơ cấu dân số của chúng ta là cơ cấu mà rất là 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 đẹp mà có nhu cầu rất lớn. Bên cạnh đó nữa thì cái nền chính trị của Việt Nam cũng như là cái điều hành chính sách của Việt Nam đang có cái hướng mở cửa rất nhiều cho người nước ngoài cũng như là các cái doanh nghiệp vốn nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư làm ăn, kinh doanh và phát triển. Do đó thì cái dòng cái dòng người từ Hàn Quốc từ hồng kông và từ những quốc gia khác trên thế giới đến việt nam cả về đầu tư và sinh sống thì đang là rất lớn hiện nay thì theo cái số liệu thống kê thì người hàn quốc là một trong những người mà có cái số lượng người đến việt nam tức là người nước ngoài ở tại việt nam là lớn nhất và cái khuynh hướng này đang dịch chuyển càng ngày càng mạnh hơn, càng nhiều hơn với cái việc mâu thuẫn của 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 hai cái miền Nam Bắc Triều Tiên và cái cơ cấu về văn hóa, cơ cấu về dân số và của Việt Nam thì cũng khá là trẻ trung, hiện đại cộng với câu chuyện là chính trị của Việt Nam và cái nền văn hóa Việt Nam thì có tính tương đồng với Hàn Quốc. Do đó thì người Hàn Quốc rất là say mê Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đó cũng là điều kiện để thúc đẩy cái việc mà bất động sản dài hạn sẽ tăng. Còn ngắn hạn thì chúng tôi đã có rất nhiều video nói về câu chuyện là thị trường sẽ có những cái đợt đóng băng mỏng trong khoảng 1 đến 2 năm, ngừng nghỉ để chờ cái, cái 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 thu nhập bình quân đầu người nó tăng lên. Cộng với cái câu chuyện đó là chúng ta phải lưu tâm rằng là một giai đoạn tăng nóng thì đương nhiên sẽ có một giai đoạn ngừng nghỉ và chính sách của chính phủ cũng như là thiết chặt cái tín dụng cho bất động sản và một số cái 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 cái, cái lĩnh vực mà 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 gọi là tiềm ẩn rủi ro nên là rõ ràng thì chúng ta đã thấy được cái câu chuyện này trong suốt nửa cuối 2018 và năm 2019 thì bất động sản đang có sự trầm lắng trở lại mặc dù thì nhiều người kỳ vọng một cái cuộc đổ vỡ theo kiểu là bong bóng nổ thì chúng tôi xin thưa với anh chị và các bạn là chúng ta thực sự là chưa hạ chưa có bong bóng về nguyên lý thì chúng ta thấy rằng là trong suốt 3 năm vừa qua thì mỗi năm nó tăng khoảng một lần tức là tương đương với 3 lần thì so với lại cái trung bình chung trong suốt một chiều dài của thị trường bất động sản thì mức này cũng chưa được gọi là bong bóng và hơn thế nữa thì cũng chưa có lý do gì uh, mạnh đến mức là uh, nội tại Việt Nam mà khiến cho thị trường bất động sản có thể đổ vỡ điểm thứ ba mà chúng tôi muốn trao đổi với chia sẻ với anh chị và các bạn thêm một ý nữa đó là nhiều người hỏi rằng là có nên bán bất động sản để mua vàng hay không bởi vì thấy vàng trong giai đoạn gần đây thì tăng lên rất là nhiều thì tôi thống kê số liệu cụ thể cho anh chị và các bạn nắm như thế này kể từ đầu năm 2019 thì giá vàng thế giới là từ 1.225 đô la Mỹ một ounce hiện nay thì đã tăng lên mức 1.500 mà 60 đô la Mỹ thiết lập vào ngày hôm qua thì phải thì ở mức tăng trung bình khoảng tầm 25% cho vòng 8 tháng thì đây cũng là một mức tăng đáng kể đối với nhiều nhà đầu tư ở cái mức vừa phải. Tuy vậy thì nếu mà so với mức tăng của bất động sản trong những năm vừa qua thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Và rõ ràng bất động sản trong 2 năm trở lại đây thì mặc dù là giao dịch có phần trầm lắng nhưng mà cũng không có điện suy giảm ngoại trừ những khu vực mà tăng quá nóng 4, 5, 6, 7 lần hoặc là có những khu vực mà tăng nóng sốc và đất đai ở vùng xa thì có suy giảm còn lại thì về cơ bản là không có suy giảm nhiều. Vậy thì cái việc mà giá vàng trong giai đoạn sắp tới thì có tăng hay không thì theo dự báo thì sau 10 năm kể từ năm 2008 thì giá vàng thì giảm từ 2.000 đô xuống mốc thấp nhất là 978 đô la Mỹ một ounce tức là giảm đi một nửa so với lại cái mốc đỉnh điểm của giá vàng thế giới năm 2008. thì đến nay thì giá vàng đi ngang trong khoảng uh, Tính toán là khoảng tầm 8 năm và cộng với 2 năm suy giảm từ 2.000 xuống tới gần 1.000, à, dưới 1.000 một chút thì chúng ta đã có gần 10 năm giá vàng đi ngang. Do đó thì giai đoạn từ đầu năm 2019 đến nay thì chúng ta bắt đầu thấy giá vàng tăng trở lại thì nhiều người cho rằng là mức tăng 25% của giá vàng là một trong những cái mức tăng mà đã cao rồi. Nhưng nếu như so với cái đỉnh của hai, của năm 2008 mà vàng thế giới thì rõ ràng là giá vàng không tăng và so với những cái hàng hóa so với những cái 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 lĩnh vực đầu tư khác thì rõ ràng là vàng gần như là chưa tăng so với đất thì cũng chưa tăng so với bất động sản thì à, à, so với lại à, chứng khoán thì cũng chưa tăng à, so với nhiều cái lĩnh vực đầu tư khác thì nó cũng không tăng do đó thì chúng tôi có thể khẳng định rằng là nó mới bắt đầu vào cái chu kỳ tăng và nguyên cớ nào để đưa ra cái kết luận đó là bởi vì là cái cái giá vàng nó được coi là cái hầm trú ẩn của cái sự bất ổn của kinh tế toàn cầu. Và kinh tế toàn cầu hiện nay thì đang có rất nhiều những bất ổn. Các kênh đầu tư khác như bất động sản và chứng khoán ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì cũng đã có những cái mức tăng nhất định rồi. Do đó thì nhiều nhà đầu tư mà phòng ngừa rủi ro cao, họ đã rút tiền để chuyển về cái hầm trú ẩn là vàng. Và cái nhu cầu tăng lên đột biến cũng như là cái câu chuyện là người Trung Quốc, người Ấn Độ và người Nga khi mà bất ổn kinh tế thì xưa trước đây thì người ta hay mua trái phiếu chính phủ mỹ nhưng mấy năm gần đây thì có khuynh hướng là họ quay sang mua vàng là tìm tới cái gọi là mẹ của các loại tiền là vàng để trú ẩn Do đó thì nhu cầu trên thế giới tăng cao dẫn đến giá vàng đã có cái nhịp tăng khá là tốt 25 đến 30% trong giai đoạn khoảng tầm 8 tháng trở lại đây. Và cái giai đoạn đó thì nếu tính ra cho 8 tháng thì nó cũng không phải là mạnh nhưng mà trong một cái chu kỳ tăng giá của bất kỳ một cái kênh đầu tư một cái loại hàng hóa nào ấy thì khi mà nó bước vào cái giai đoạn 2 nó gọi là giai đoạn tăng tốc ấy thì giai đoạn này là là những cái giai đoạn mà tăng mạnh thì chúng tôi dự báo theo quan điểm của chúng tôi thì nhiều khả năng giá vàng sẽ cán mốc cái đỉnh của năm 2008 với cái điều kiện là chiến tranh thương mại Mỹ Trung càng ngày càng leo thang nhiều hơn và những bất ổn trên kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục uh, diễn ra như trong thời gian sắp tới thì giá vàng sẽ cán mốc 2.000 tức là giá vàng Việt Nam có thể sẽ tăng từ 43 triệu lên tới 50 triệu, thậm chí cao hơn trong thời gian sắp tới, đỉnh điểm của vàng Việt Nam là 50 triệu năm 2008. Thì mức này thì hoàn toàn có thể diễn ra do đó thì nhưng mà nó diễn ra rất là nhanh và yêu cầu cái sự phản ứng rất cao vì vậy nếu như mà cái câu hỏi đặt ra là nếu con lướt sóng bất động sản tức là anh chị và các bạn bán đi cái phần bất động sản đang lướt sóng để mua vàng thì là nên còn nếu như mà bán bất động sản hoặc là bán nhà đang ở để mua vàng đầu tư dài hạn là không nên là bởi vì cái việc mà nó nhanh đến mức có thể trong vòng có một năm nó tăng rồi nó giảm trở lại sau khi mà các cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu liên quan đến chiến tranh thương mại liên quan tới thoát khỏi liên minh châu âu của người người anh cũng như là những cái bất ổn liên quan tới cái nền kinh tế toàn cầu hiện nay có thể leo thang thành chiến tranh thương mại hoặc là có thể là một cái cuộc đại suy thoái kinh tế bắt nguồn từ kinh tế Trung Quốc thì chúng ta khó có thể dự đoán trước được. Do đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là đầu tư ngắn hạn được. Nhưng đầu tư dài hạn thì không nên bởi vì chúng ta vẫn thấy cái cơ cấu dân số vàng của chúng ta là rất tuyệt vời. 31 tuổi là độ tuổi trung bình của người Việt Nam. 97 triệu dân nhưng mà 31 tuổi là trung bình và hiện nay thì nó nằm ở khoảng đâu đó là tuổi từ 30 tới 35 là khoảng 40 40 tới 45 triệu triệu người. Thì rõ ràng chúng cái cái độ tuổi này là độ tuổi rất rất đang có nhu cầu về bất động sản. Thì cái câu chuyện là nó sẽ chứng và chúng tôi tính toán nhiều nhiều video trước để chia sẻ với anh chị em và các bạn là cái độ cái cái, cái 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 độ trễ tức là cái độ chậm lại của thị trường bất động sản đã bắt đầu từ cuối năm 2016 đầu 2017 tăng mạnh nhất là khi năm 2016 cuối 2016 thì bất động sản chậm chậm đà tăng 2017 cũng tăng nhưng tăng chậm hơn và đến khoảng nửa năm 2017 tới nay thì bất động sản đã có khoảng đâu đó gần 2 năm của câu chuyện chậm lại cái đà tăng và đi vào cái trạng thái tức là số lượng giao dịch giảm dần và nhiều nơi uh, đà tăng nóng thì đang giảm lại. Sau đó thì cái việc mà thị trường bất động sản nóng ấm trở lại vào nửa cuối năm 2020 là điều hoàn toàn có thể. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái giải pháp lướt sóng tức là bán chứng khoán hoặc bán uh, bán bất động sản để chuyển sang kênh đầu tư vàng ngắn hạn thì được. Còn đừng nghĩ đến câu chuyện là bán đi rồi đầu tư dài hạn 10 năm, 20 năm với vàng thì câu chuyện đó là chuyện không hề mà hay một chút nào. Điểm thứ ba nữa là bất động sản uh, chứng khoán thì từ năm 2000 tháng 4 năm 2018 đến nay thì giá giá chứng khoán giảm từ 1250 mà giảm xuống còn thấp nhất là khoảng tầm 850 điểm. Như vậy thì chứng khoán cũng đã giảm uh, nó giảm trước bất động sản và nó cũng có cái tính tương đồng tức là giai đoạn gần đây thì nó không giảm nữa và nó đi ngang. Thì về cái câu chuyện bây giờ báo bán chứng khoán để mua vàng thì lướt nhanh thì có thể được bởi vì là kinh tế toàn cầu mà có những vấn đề... À, uh, sorry anh chị em và các bạn Kinh tế toàn cầu mà bất ổn Thì đương nhiên rằng là giá chứng khoán Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới Đều sẽ vẫn sẽ bị ảnh hưởng Và chứng khoán Việt Nam thì muốn gì thì muốn Cũng sẽ vẫn phải đi chung với với lại thị trường tài chính toàn cầu Do đó thì việc mà nó tăng ngay thì chưa tăng được Nên câu chuyện nếu mà có thể là Thực ra thì nếu bán sớm hơn nữa Và chuyển sang kênh vàng thì chúng ta đã lời được Ở vàng 25% và chúng ta đã không mất Tiền ở thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2018-2019 rồi Nhưng đến ngày hôm nay mà khuyến nghị với anh chị và các bạn thì có phần là hơi muộn nhưng mà nếu như mà những với những người mà nhanh tay lẹ mắt tức là gọi là lướt sóng à, giỏi bán à, chứng khoán à, thoát khỏi chứng khoán nhanh để mua vàng, đầu tư ngắn hạn thì được, còn nếu mà bán mà đầu tư dài hạn thì cũng không nên. Điểm nữa là một cái điểm rất là quan trọng mà anh chị và các bạn cần phải lưu tâm à, à, cho chúng tôi. Đó là cái câu chuyện giá vàng. Thì cái câu chuyện giá vàng nó dịch chuyển à, khá là nhanh và và có thể là đôi khi những cái giao dịch bất động sản của anh chị và các bạn để bán được nó kéo dài rất là lâu Do đó là nếu như mà bán mà không không nhanh mà đến khi mà ví dụ như giá vàng nó lên tới 45 triệu rồi Thì cái dư địa lợi nhuận nó sẽ không còn nhiều nữa Do đó thì cũng không khuyến nghị quý anh chị em và các bạn làm cái điều đó có một điều một điều nữa mà muốn trao đổi cuối cùng với quý anh chị và các bạn về cái câu chuyện là mua vàng, mua bất động sản, mua chứng khoán Thì nó có sự khác nhau rất là rõ nét như thế này cái tính thanh khoản của thị trường chứng khoán thị trường vàng và thị trường bất động sản thì nó khác nhau nếu như anh chị và các bạn mà phòng ngừa rủi ro tìm tới cái kênh trú ẩn là vàng mà không xét tới cái vấn đề là lợi suất giống như chúng tôi vừa nói mà chỉ là phòng ngừa rủi ro thôi thì vàng là so với lại gửi tiết kiệm thì vàng vẫn hơn. Với hơn thế nữa thì so với bất động sản thì anh chị và các bạn chào bán rất là lâu mới có thể bán được bất động sản hoặc là đôi khi mà thị trường bất động sản mà đóng băng nhẹ thì anh chị và các bạn có thể có nguy cơ sẽ không thoát ra được và bị kẹt hàng. Nhưng với nếu như anh chị và các bạn để ở vàng thì tôi có thể khẳng định với anh chị và các bạn là trong vòng khoảng tầm vài tiếng đồng hồ thôi, anh chị và các bạn hoàn toàn có thể bán được vàng ngay lập tức và không bao giờ bị mất thanh khoản ở cái cái, cái 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 tài sản trú ẩn là vàng. Còn với chứng khoán thì cái tính thanh khoản thông thường của nó thì cũng rất là nhanh hiện nay thì có cái cái trình giao dịch trên qua internet là giao dịch giao dịch chứng khoán rồi nhưng mà cái câu chuyện chúng ta phải đặt ra thế này nếu như mà kinh tế mà có vấn đề thế giới mà có vấn đề lớn hơn người mỹ leo thang trong cái cuộc chiến thương mại cũng như trung quốc thì nhất quyết là không ký vào cái cái biên bản gọi là là là, là thỏa thuận thương mại mà họ sẽ leo thang mạnh hơn để có thể là đánh làm cho làm làm cho tổng thống Mỹ trong cái nhiệm kỳ sắp tới không được vào trúng cử nữa thì họ có thể leo thang nhiều vấn đề thì chứng khoán nó hoàn toàn có thể bị giảm điểm và cái tốc độ giảm điểm của chứng khoán rất nhanh nên nó hoàn toàn có thể mất thanh khoản anh chị và các bạn chưa bao giờ được trải qua cái giai đoạn năm 2007 2008 à, kinh doanh chứng khoán mà chúng ta có một cái từ là múa bên trăng là dịch ra nó là trắng bên mua ấy, hoặc là gọi là trắng bên bán tức là gần như là sàn mà không ai mua không ai bán thì chúng ta chưa được chứng kiến cái cảnh đó nên chúng ta nghĩ rằng là thanh khoản của chứng khoán thì luôn luôn có nhưng có những lúc nó mất thanh khoản và nó đến khi nó có lại thanh khoản thì tài sản của anh chị và các bạn đã bay đi khoảng 30 đến 40 trăm rồi chuyện này thì có những người đã từng trải qua đầu tư kinh doanh chứng khoán giai đoạn 2007 2008 sẽ hiểu hơn ai hết à, do đó thì vàng nó không chỉ là cái lợi điểm đầu tư mà nó là cái lợi điểm và nó đảm bảo được cái nơi mà nó gần giống như là tiền mặt Tức là anh chị và các bạn thanh khoản rất là dễ dàng và nó có khuynh hướng với cái dự báo đúng nếu chúng tôi dự báo đúng thì anh chị và các bạn còn kiếm được một cái biên lợi nhuận khá còn nếu chúng tôi dự báo mà chưa đúng thì anh chị và các bạn cũng không mất gì thay vì chúng ta bị kẹt ở một số cái kênh đầu tư khác à, cái chuyện dịch chuyển này nó cũng là yếu tố theo tính cách rất là khá là khách quan và tự nhiên thôi các kênh như chứng khoán và bất động sản đã tăng rồi thì đương nhiên vàng nó sẽ đến ngày nó sẽ tăng thôi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở một video tiếp theo mong rằng là video này thì đem lại những cái thông tin những cái thống kê những cái phân tích, những cái chia sẻ hữu ích và mong quý anh chị và các bạn là hãy luôn là ấn like cho video cũng như là chia sẻ đồng hành và đừng quên là đăng ký cái kênh này để nhận được những cái bản tin hay hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc quý anh chị em và các bạn một cái kỳ nghỉ à, cuối tuần và kỳ nghỉ lễ à, vui bên gia đình và người thân. Thân ái chào và hẹn gặp lại.